Chào các bạn, mình đang ở cái quầy trưng bày cái TV của Sony. Thực chất đây là cái quầy để mà Sony giới thiệu cái công nghệ X-Reality Pro mà cơ nãy họ giới thiệu. Thì cái này nó có chức năng gì? Nó có chức năng rằng gọi là cái làm cho hình ảnh nó tốt hơn, rõ hơn. Ví dụ như là chúng ta có một cái phim mà độ phân giải không cao, như các bạn thấy ở cái màn hình bên tay phải, đó là một cái phim độ phân giải không cao. Ví dụ như là chúng ta kết nối cái TV Internet vào Internet, chúng ta coi phim YouTube chẳng hạn, thì các bạn thấy đó là một cái phim có độ phân giải không cao. Và khi qua cái công nghệ X-Reality Pro của Sony thì nó đã làm cho cái phim đó có độ phân giải cao hơn và nhìn nét hơn rất là nhiều, nét hơn và trong hơn. Các bạn thấy là bên tay phải đó là cái X-Reality Pro đã tắt và bên tay trái là đã bật. Ở đây là cùng một cái TV và một cái là tắt, một cái là bật. Đây mời các bạn xem là chúng ta có hình thiên thần rất là sắc nét và bên này nó mờ hơn một chút. Thì nó cái mờ đó nó tưởng tượng giống như chúng ta xem một cái phim độ phân giải thấp vậy, và nó được làm cho độ phân giải cao hơn và chúng ta có cái hình ảnh rõ hơn. Bây giờ mình đợi một chút sẽ đến hình con chó, và con chó đó các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng. Đây các bạn thấy là đây là con chó ở bên chỗ mờ và con chó ở bên chỗ rõ. Con chó được tăng độ phân giải lên và con chó nó không được tăng độ phân giải. Rồi, xin cảm ơn các bạn.